chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Đàm Huyền Anh, năm nay 16 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn ơi, Giáng sinh hay còn gọi là Noel là ngày Chúa Giêsu ra đời phải không các bạn? Ở nhà các bạn đã làm gì cho mùa Noel? Mình thì đã trang trí cây thông Noel bằng những quả thông, quả chuông đấy các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Các bạn muốn có món quà nào hay kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.